Tao đố con này bự hơn con mày một chút. Con gì bự hơn? Con chó. À nó làm sao? Đố mày con chó trắng, tao gọi con chó gì? Ô dễ ẹt, chó cò. Chó đen. Chó mực. Chó vàng. Chó phèn. Chuẩn bị. Chó xanh. Dễ gì con? Dạ em cảm ơn. Bả vừa đi bả vừa nói kìa. Chó xanh kêu chó đẻ. Chú thua. Ai à? Đó là chị đó, đó là chị đang vô kìa. Cảm ơn chị Tám. Công nhận chị rảnh thiệt á. Ủa chú cảm ơn chị làm chi? Mày cảm ơn bả làm chi? Chị giúp con. Bả giúp tao. Sao giúp chú? Vừa đi về chó đẻ. Chó đẻ. Bả chửi mày chó đẻ. Nhưng mày có quen bả không? Không. Không có quen sao kêu mày chó đẻ? Cái thứ ngu bị chửi mà hãnh diện. Ha, kệ con đi, miễn sao con có đáp án thôi. Chó xanh kêu chó đẻ chú thua. Tao nói chuẩn bị tao chưa có đố mà. Yeah. Bây giờ đố nè, nghe kỹ nha. Nghe. Đố mày con chó màu đỏ kia là con chó gì? Chó lửa. Sai. Chó quay. Trật. Thôi thua đi. Chó đỏ người ta gọi là chó gì? Chó đỏ. Gì kỳ vậy? Cái dài mày màu gì vậy? Màu xanh. Mày dám kêu nó màu trắng không? Tiếng nhát bị chửi một lần sợ. Nhiều khi chú gài con rồi sao? Gài sẽ được gài. Bây giờ con gỡ gạt. Gỡ gì? Nghe cho kỹ nha. Ừ. Con đố chú. Ừ. Muối nào ăn có vị ngọt? Trời ơi nó dễ. Muối iốt. Bậy chú ơi. Muối Tây Ninh. Trời. Muối ông nội mày nuốt. Muối gì mà ngọt? Muối ăn có vị ngọt á. Nó tên gì? Muối mít. À, là trời, muối mít mày. Hỏi mấy chị coi phải muối mít ngọt không anh chị? Muối mít mà tao tưởng là muối nêm canh ăn. Thầy con. Rồi tao đố mày này. Đố đi. Rành thế giới không? Ngày nào cũng nghiên cứu. Ra xin mới làm gì? Đăng cai World Cup. Rồi nghe kỹ. Nghe. Đố mày trên thế giới này. Rồi. Nước nào có ba ông hoàng tử? Trời ơi nước Anh đó. Sai. Nước Đức đúng không? Trật. Tôi đi. Cái nước có ba ông hoàng tử người ta gọi là nước gì? Nước Tường Tam Thái Tử. Ông nội mày chúng ta cho mày. Con qué câu này nha. Qué gì mày? Cái đó ở Việt Nam. Thì tao nói Việt Nam. À, chú đi đâu vòng vòng thế giới chi vậy? Tao đi vòng vòng kể tao mày thấy không chí? Chú rảnh lắm. Mày ở không lắm. Giờ tới tao ra đề tài. Chắc chú luôn. Thi đẻ. Là sao? Một con vật đẻ ra một con vật. Một cái tên hai cái chữ nó giống nhau. Ví dụ đi. Con cao cao. Đẻ con gì? Con ba ba. À. Cái mày. Con chuồn chuồn. Đẻ ra con gì? Con le le. Khùng khùng. Đẻ con gì? Điên điên. Kỳ hả? Hai con đó đẻ ở nhau đẻ rồng mát mát. Được chú ơi. Hai con đẻ hai con. Là sao? Con cóc. Con sáo. Đẻ ra con gì? Con cáo. Con sóc. À. Tới mày. Nó ngược lại. Mày. Con ốc. Con nhện. Đẻ ra con gì? Con ếch. Con nhộng. Ừ. Con công. Con rùa. Đẻ con gì? Con cua. Con rồng. Trời. Tới mày. Từ từ mày. Dạy nha. Con đang rối chứ đừng có hối con. Rối mày kêu tao mày sáng mà chết cha mày nha. Con trăng con rái. Đẻ ra con gì? Con trai con rắn. Ừ. Tới mày. Đúng rồi tới. Tới chú á. Con ngựa kêu con gì? Con mã. Con rùa. Con quy. Con quy con mã. Đẻ con gì? Con ma con quỷ. Nó đẻ được hay không kệ ông nội nó. Về tới mày đẻ không được đi từ vũ mổ. Đẻ mày. Đẻ. Thằng Hoàng con Liên. Đẻ ra gì? Thằng Quyền con Lan. Rồi thua. Ta đang nói thú vật. Mày đem hai đứa đó ra đây làm chi? Chứ sao chú lúc đầu chú không giao? Tao giao rồi. Tao nói hai con đẻ hai con mà. Thôi bây giờ nói chung mình vô thắng thua quyết định đi. Rồi. Quyết định thắng thua chỗ này nha. Làm gì nữa? Nói về thơ nhưng mà mình phải cải biên trăm biến. À rồi. Nha. Rồi. Hiu hiu gió thổi đầu non. Quá hay đó con. Muốn gài độ nhậu mà con hỏng tiền. Hiu hiu gió thổi đầu non. Chính xác. Tao còn một cách tao con của mày. Để râu không phải là già. Để râu cho biết đàn bà đàn ông. Để râu thì để cho phong. Đừng để mấy cọng giống cái lông chân ngoài. Đàn ông bụng bự thì sang. Đàn bà bụng bự mua than để dành. Đàn ông tập tạ thì đô. Đàn bà không tập cũng đô như thường. Gái một con trong mòn con mắt. Trai một mắt con vậy mà ngon.
Một mắt sao ngon, bắn súng khỏi cần nhắm. Nó... quên tui mẹ nó hết con rồi. Đầu tôm nấu với ruột bầu, chồng trang vợ húp, gật đầu khen ngon. Chà, câu này căng ta. Trả lời không được là chú thua. Đổi câu khác được không? Không có đổi, không trả lời được. Rồi rồi, tao trả lời. Nếu tao trả lời bà con ở đây đồng ý, vỗ tay tao thắng. Vỗ tay chú thắng. Về quê rước vợ lên liền. Còn hứa. Nói lại. Đầu tôm nấu với ruột bầu, chồng trang vợ húp, gật đầu khen ngon. Chỉ tội cho mấy đứa con cha trang mẹ húp, con ăn cái gì? Hai chồng đút qua đút lại, mấy nhỏ nhịn đói thấy ông nội luôn à. Thua chưa? Trời mưa bong bóng bập bùng, mẹ đi lấy chồng con ở với ai? Con về ở ké dì hai, để ba có cớ ba qua thăm dì. Được chưa? Rồi. Ví dầu cầu gián đóng đinh, cầu tre lắc lẻo, gặp gền khó đi. Khó đi, chú dắt con đi không được, chú đi một mình. Chú đi đâu vậy? Đang hãy kêu xe con về quê trước, vợ con lên thu.